chào quý cô chú anh chị và các bạn. Trong video tiếp theo này, Ngày Nông chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của một cái loại cây kiểng trang trí. Nó có tên là cây chuông vàng. Như trên video thì quý cô chú anh chị và các bạn đang xem là hình ảnh của bông cây chuông vàng. Cây chuông vàng này thì là một cái loại cây kiểng trang trí thích hợp trồng cho không gian sân vườn. Cây chuông vàng này thì thuộc dạng các loại cây thân gỗ nhỏ. Ở trên video hiện tại đây là hình ảnh của một cái cây chuông vàng được trồng trong không gian sân vườn. Cái loại kiểng này thì khi nó ra hoa đồng loạt có rất là nhiều cái bông màu vàng, nhìn rất là đẹp. Cây chuông vàng này thì nó có dạng bông chùm và rất là nhiều cái bông hoa trên cái chùm có hình dạng giống như cái chuông, nên nó được gọi là cây bông chuông vàng. Chuông vàng này thì là một cái loại kiểng trang trí khá là dễ trồng, nó cũng ít tốn công chăm sóc. Cái loại cây giống thì có thể tìm mua rất là dễ dàng tại các cửa hàng hoa kiểng. Loại cây kiểng này thì nó cũng có sức sống khá là mạnh, cho nên khi trồng thì cũng không có tốn quá là nhiều công chăm sóc cho nó. Khi trồng lâu năm thì cái cây kiểng chuông vàng này nó sẽ phát triển thành một cái cây thân gỗ có thể cao tới 5-6 mét như trên video đây. Trên video đây là hình ảnh của một cái cây chuông vàng. Nó được trồng trong một cái không gian sân vườn mà nó cũng khá là lớn rồi. Còn ở đây là hình ảnh của hai cái cây bông chuông vàng được trồng ven đường và nó đang ra hoa rất là nhiều, nhìn nó rất là đẹp. Quý cô chú anh chị và các bạn có thể tìm mua cái loại cây kiểng này tại các cửa hàng hoa kiểng rất là dễ dàng và đem về để trồng trang trí cho cái không gian sân vườn của nhà mình. Cây chuông vàng này thì nó ra hoa quanh năm luôn. Khi hết đợt hoa này, nó sẽ ra tới đợt hoa khác. Nhìn cái cây nó rất là đẹp. Khi mà nó ra hoa thì nó sẽ ra một cách đồng loạt, nên nhìn cái cây nó ra rất là nhiều hoa, trang trí cho cái không gian sân vườn đẹp thêm. Khi nó ra hoa đồng loạt như thế thì có rất là nhiều ong mật đến để hút mật từ những cái bông hoa này. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Ngày Nông nhé.